chúng ta tiếp tục đi vào tìm hiểu lệnh chỉnh màu tiếp theo, đó chính là Color Balance. Color là màu, Balance là căn màu ha. Thì khi nhìn vào một bức hình thì các bạn sẽ cảm nhận xem bức hình đó nó đang nghiêng về tông màu nào và mình muốn chuyển nó sang tông màu nào. Ví dụ như hình của cô bé này, khá là dễ thương ha. Nó đang nghiêng về tông vàng nhiều hơn đúng không nè. Nếu các bạn muốn vàng hơn thì mình sẽ tăng yellow lên. Đây các bạn thấy nè. Hoặc các bạn giảm yellow thì mình sẽ tăng blue. Nó sẽ nghiêng về màu xanh dương nhiều hơn. Đây, mình sẽ tăng giảm green. Các bạn tăng red lên kết hợp với green thì hình của cô gái sẽ nghiêng về tông màu vàng cam nè ha. Hay là mình giảm red, có nghĩa là tăng cyan kết hợp với tăng megan là màu hồng thì hình của cô bé này ha, bạn thấy là phần tóc nó hồng hơn cũng như là phần da cũng trở nên hồng hào hơn. Và nhìn cô bé cũng sẽ trở nên trong sáng hơn, thuần khiết hơn nha. Rồi, mình sẽ để cho màu sắc của bức hình cô bé này như thế này. Mình di chuyển qua bức hình thứ hai. Với hình này thì các bạn thấy là hoa của nó đang có màu đỏ như thế này. Bây giờ mình muốn đổi màu hoa đi thì các bạn sẽ dùng công cụ lasso để khoanh vùng tròn bao lấy phần hoa ha. Các bạn nên nhớ là muốn chỉnh màu cho chi tiết đối tượng nào thì các bạn nên có vùng tròn bao quanh chi tiết đối tượng đó. Mình sẽ nhấn giữ phím shift để bao lấy phần hoa còn lại ở phía ngoài này. Rồi, một bước mà các bạn không thể quên đó chính là vào select chọn modify feather để làm cho vùng màu của mình trở nên mềm hơn ha, hài hòa hơn khi chỉnh. Đây mình sẽ vào Color Balance, sau đó mình sẽ giảm thông số này. Các bạn thấy là khi mình tăng red nó sẽ đỏ hơn, nhưng các bạn chỉnh về cyan thì nó sẽ nghiêng về màu hồng nhiều hơn. Đó, thì tùy thuộc vào các bạn muốn chỉnh màu hoa này như thế nào thì mình sẽ giảm thông số tương ứng như vậy. Mình tăng yellow lên ha, thì các bạn thấy là màu hoa này nó sẽ sáng hơn. Rồi, bạn chỉnh về cyan thì nó sẽ nghiêng về phần hồng cam nhiều hơn là so với màu đỏ. Tiếp theo là mình muốn chỉnh cho phần lá cây này nó sẽ trở nên xanh hơn, tươi tốt hơn. Thì các bạn cũng dùng công cụ lasso để khoanh bao lấy vùng chọn. Mình cũng vào select modify feather. Trường hợp các bạn chỉnh màu mà thấy đường màu của mình khi chỉnh quá nét thì các bạn phải nhớ ngay là mình đã quên feather ha, hoặc là thông số feather của mình quá ít. Rồi feather xong các bạn cũng vào color balance, chắc chắn là mình sẽ tăng fringe lên. Rồi các bạn có thể là tăng yellow, giảm blue lại. Thì lúc này phần lá sẽ trở nên xanh tốt hơn. Các bạn muốn màu xanh nó tự nhiên hơn á thì các bạn sẽ kết hợp giảm opacity. Di chuyển qua bức hình thứ ba. Đối với bức hình này, mình sẽ chọn đối tượng là phần áo của người nam này. Rồi các bạn cũng vào select modify feather nhé. Ở đây mình sẽ chọn độ feather là 20. Tiếp tục dùng lệnh Color Balance. Mình muốn màu áo này màu đỏ thì mình sẽ tăng red lên. Hoặc màu hồng thì mình sẽ chỉnh về cyan kết hợp với megan. Bạn tăng blue lên là nó sẽ trở thành màu tím ha. Đây các bạn thấy nè. Mình có thể đổi màu cho cái áo này một cách rất là dễ dàng. Với các lệnh chỉnh màu thì các bạn sẽ thấy là Photoshop trở nên rất là vi diệu. Mình giống như là phù thủy gì ha, có thể là biến hóa một đối tượng nào đó ra rất là nhiều màu.
Bây giờ mình sẽ chọn tạo vùng chọn bao quanh đối tượng này. Sau đó bạn sẽ nhấn Ctrl Shift Y để đảo vùng chọn ha. Tại vì mình muốn chọn và chỉnh màu cho nền. Các bạn cũng vào Feather nha. Rồi sau đó mình cũng vào lệnh Color Balance. Bạn muốn bức hình này có phần nền trở nên xanh hơn thì mình sẽ tăng Cyan, hoặc ngược lại bạn sẽ tăng Red, Megan hoặc là Yellow ha. Đây các bạn thấy nè, khi mình tăng Cyan, Megan và tăng Blue thì nền xanh nó sẽ nghiêng về xanh dương ha. Trong Photoshop thì nó có khá là nhiều lệnh chỉnh màu. Mỗi lệnh nó sẽ có những cách chỉnh màu riêng. Vì vậy, ha, từng hình các bạn tùy theo thói quen, sở thích nó cũng như là tính chất phù hợp với bức hình đó mà mình sẽ lựa chọn lệnh chỉnh màu sao cho phù hợp.